Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một cặp vợ chồng tại tỉnh Sóc Trăng đã rơi vào một hoàn cảnh hết sức thương tâm. Trong khi người vợ mang thai, chồng đi làm ruộng thì bắt gặp một con rắn lạ. Anh ta liền tóm lấy con rắn rồi mang về làm thịt tẩm bổ cho vợ. Câu chuyện trở nên huyền hoặc ly kỳ khi đứa con trai của vợ chồng anh sinh ra lại mang trên mình bộ da như của con rắn. Người dân quanh vùng đồn với nhau rằng vợ chồng anh bị rắn trả thù. Thực hư câu chuyện này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Đứa trẻ có nhân dạng kỳ lạ. Làng ven biển Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng xưa nay nổi tiếng với nghề trồng hành. Nhờ loài cây dùng làm gia vị này, đời sống bà con được cải thiện, nhiều người có của ăn của để. Thế nhưng sự yên bình của miền quê ven biển bỗng bị xới tung khi dư luận xôn xao chuyện đôi vợ chồng trẻ sinh ra đứa con có nước da quá đỗi lạ kỳ sau ngày ăn phải một con rắn. Đôi vợ chồng ấy là anh Kim Suda và chị Lâm Thị Quan, ngụ tại ấp Trà Xét. Trong căn nhà tuềnh toàng, anh Suda không giấu được sự chua xót. Cháu tên là Kim Phúc Thịnh, mới 11 tháng tuổi nhưng do căn bệnh lạ hành hạ nên suốt ngày quấy khóc. Đi đâu hai vợ chồng cũng phải mang cháu theo. Để cháu bớt đau, ngày nào chúng tôi cũng phải cho cháu uống thuốc, sức thuốc làm mềm da. Chuyện này vợ chồng chúng tôi phải làm từ khi cháu sinh ra đến nay. Anh Suda cho biết. Anh chị kết hôn được gần 2 năm. Từ thời thanh niên, cả hai đều khỏe mạnh, bình thường. 9 tháng 10 ngày mang thai, chị Quan cũng không có biểu hiện gì lạ. Mãi đến tháng thứ 6, khi đã tiết kiệm được ít tiền, anh mới chờ chị đi khám ở bệnh viện thị xã Vĩnh Châu. Tại đây bác sĩ chẩn đoán thai nhi phát triển tốt, hai vợ chồng vui mừng, yên tâm về nhà chờ đến ngày sinh nở. Trong quá trình mang thai, chị Quan chỉ đi làm hành. Thứ mà lâu nay người dân vẫn nghi ngờ là thủ phạm gây ra nạn mù mắt một thời xôn xao ở làng Vĩnh Hải. Tuy nhiên chị không dám chắc điều này có gây ra tác động làm ảnh hưởng đến hình dạng đứa con mình hay không. Đúng 9 tháng 10 ngày, chị Quan sinh nở, niềm vui chưa tày gang. Hai vợ chồng hốt hoảng khi đứa con có nhân dạng bất bình thường. Ngay khi lọt lòng toàn thân con thâm đen và tím tái. Đến 3 ngày sau da bắt đầu khô và xuất hiện những vết nứt dài trên bụng, cổ, mặt và toàn thân. Những vết nứt ấy hở ra, huyết cứ rì ra khiến cháu đau đớn, quấy khóc. Khốn khổ tin đồn cha mẹ sinh ra rắn. Thấy chị Quan sinh con bất thường, nhiều người đến xem ai nấy đều tỏ ra sợ sệt, hiếu kỳ. Không biết từ đâu câu chuyện vợ chồng anh chị Soda ăn thịt rắn lạ, bị rắn trả thù nên mới sinh con dị tật bị đồn thổi khắp nơi. Ban đầu tin đồn chỉ lan truyền trong ấp, sau đó rộng ra xã Vĩnh Hải rồi lên đến huyện Vĩnh Châu. Thậm chí nhiều đoàn từ thiện khi về xã Vĩnh Hải hỗ trợ cho người mù đã lặn lội đến tận mắt chứng kiến đứa trẻ da rắn kỳ lạ. Anh Soda cho biết, thấy cháu khô da nứt từng mảng, nhiều người đồn thổi cháu đang bị hóa rắn. Nhất quyết không tin vào cách lý giải hoang đường đó, nhưng chị Quan, anh Soda cũng chỉ biết rớt nước mắt, nhìn đứa con khóc ngằn ngặt. Vĩnh Hải là nơi cư ngụ của đồng bào Khmer. Nơi đây những ngôi chùa đều thờ tượng rắn Naga chín đầu, họ xem đó là vị thần canh giữ chốn linh thiêng. Phần lớn người dân Vĩnh Hải theo đạo Phật và coi thần rắn có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh. Nếu ai đó xúc phạm tới rắn, họ tin rằng sẽ bị trừng phạt. Lời đồn thổi đôi vợ chồng nọ ăn thịt rắn lạ, sau đó sinh con bất bình thường mà dư luận đang dâm gian, có lẽ cũng nảy sinh từ quan niệm này. Nhẹ nhàng bế đứa con nhỏ, anh Soda kể. Lời đồn thần rắn này kia chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bắt nguồn từ một lần tôi bắt được con rắn lạ. Không chút giấu giếm, người đàn ông bộc bạch, sự việc xảy ra lúc vợ anh đang mang thai. Trên đường đi làm ruộng về, anh Soda phát hiện một con rắn màu đen, rất to, không rõ thuộc loại gì. Không nghĩ ngợi, người nông dân lao đến chộp đuôi rắn và mang về nhà làm thịt cho vợ ăn. Sau lần đó, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cho đến lúc vợ sinh đứa con bất thường. Tôi thì không tin chuyện vì ăn thịt rắn nên phải sinh ra con như vậy. Tuy nhiên bất chấp sự thực mang tính khoa học được chính người trong cuộc lý giải sờ sờ ra đó, nhiều người hiếu kỳ, mê tín vẫn không ngớt đồn thổi về cái gọi là rắn báo oán, hoang đường. Trở lại hiện trạng thân thể của cháu nhỏ, theo anh Soda, gia đình đã bế đi khám ở bệnh viện ở trung tâm Sóc Trăng. Bác sĩ chỉ cho uống thuốc và bôi ngoài da. Hàng loạt xét nghiệm cũng đã được các bác sĩ tận tình tiến hành, nhưng đến nay vẫn chưa thể làm rõ cháu bị bệnh gì. Thuốc uống và bôi ngoài da chỉ giúp làm dịu đi những cơn đau tạm thời của cháu mà thôi. Theo vợ chồng anh Soda, căn bệnh lạ này của cháu rất nhạy cảm với thời tiết, nếu cháy gió trở trời hoặc xe lạnh sẽ bị nứt ngay. Hiện tượng nứt bắt đầu tại vùng da mới, sau khi khô đi thì sẽ xuất hiện vết rạn, sau đó chóc thành từng mảng.
Khi vết thương lành thì một đợt nứt khác lại tiếp tục và chỉ cần ngưng dùng thuốc thì bệnh sẽ tiến triển rất nhanh. Theo quan sát trực quan của chúng tôi, hiện tại cháu đều bị nứt toàn thân, trong đó có những nơi da non như cổ, háng diễn biến nặng hơn. Những đường nứt đan chéo như vảy rắn, màu trắng bệch, chỉ cần cử động mạnh cháu sẽ phải hứng chịu những tổn thương cơ thể hết sức đau đớn. Chính vì thể trạng của cháu như vậy nên vợ chồng anh Soda luôn phải có chế độ chăm sóc đặc biệt, từ tắm rửa đến vệ sinh ăn uống. Điều lạ là cháu không ăn được các thức ăn khác mà tất cả chỉ phải nhờ vào sữa mẹ. Vì đau cháu luôn quấy khóc nên dù đi đâu, làm gì anh chị cũng phải để mắt, không rời một bước. Thương con, vợ chồng anh chị cũng có nguyện vọng muốn đưa con lên bệnh viện chuyên về da liễu ở thành phố Hồ Chí Minh để chẩn đoán. Nhưng đến nay nguyện vọng đó vẫn chưa thực hiện được vì gia đình không có tiền. Hiện mỗi tháng, vợ chồng anh chị phải tốn từ 1 đến 1,5 triệu đồng tiền thuốc cho cháu, trong khi gia cảnh rất khó khăn. Thưa quý vị, tại ấp Vĩnh Thành B, huyện Vĩnh Châu, một thanh niên sau khi bắt ăn một con rắn lạ, liền bị mắc chứng bệnh kỳ dị. Làn da của anh dần dần trở nên giống như da rắn. Những người quanh vùng có sự đồn đoán nhuốm màu tâm linh về nguyên nhân căn bệnh lạ lùng này là do anh bị rắn báo oán. Sự thật câu chuyện này ra sao? Mời quý vị cùng tiếp tục tìm hiểu. Ông Mách kể, cách đây 9 năm, con trai mình là Lâm Văn Sang, vốn là một thanh niên khỏe mạnh. Vì nhà quá nghèo, chẳng được học hành, lại không đất cày cấy. Từ nhỏ tới lớn, Sang đều phải đi làm mướn, phụ giúp gia đình. Thời điểm xảy ra chuyện, Sang đang giữ đầm tôm cho một người dân ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải. Hôm đó, đầm tôm vừa thu hoạch, chủ cho nghỉ, Sang về nhà mấy hôm. Vốn siêng năng ở nhà không đặng, Sang tranh thủ xách giỏ ra đồng đi soi kiếm cua ếch về cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Bữa đi soi đó, Sang tình cờ bắt được một con rắn màu đen, nặng khoảng 5 lạng. Không nghĩ ngợi gì, Sang bắt con rắn về nhà, kêu mấy anh em trong xóm làm thịt, hầm củ giềng. Bữa nhậu có khoảng 5 đến 6 người tham gia. Mọi người bày chén đũa ra, cụng ly với nhau rất vui vẻ, ai cũng khen thịt rắn ngon. Hôm đó anh Sang hơi mệt nên uống ít rượu và chỉ ăn một vài miếng thịt rắn, cho vui với mọi người rồi đi nghỉ. Nhưng đúng 10 ngày sau, trên người anh Sang xuất hiện những nốt mủ to như hạt đậu. Những nốt ấy rất ngứa, khi lấy tay gãi thì có nước chảy ra, gãi tới đâu nước rỉ ra tới đó. Do nhà nghèo và chủ quan, anh không đi khám ở trạm y tế xã hay bệnh viện mà chỉ dùng thuốc nam. Ai chỉ cây thuốc gì, anh và gia đình đều tìm cho bằng được để chữa trị, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Mẹ anh Sang là bà Lâm Thị Hiên vẫn còn nhớ như in, ban đầu trên người Sang nổi mụn và bị chảy nước. Theo thói quen, tôi sắc thuốc nam cho uống thì những nốt mụn không chảy nước nữa nhưng lại chuyển sang nổi sần sùi trên da như vảy rắn. Ban đầu ít, về sau lan rộng ra toàn thân, gãi là rơi ra nhưng lại mọc lớp khác ngay sau đó. Những lớp da cứ liên tục mọc rồi rụng như thế, dù làm cách nào cũng không khỏi. Thưa quý vị, thế giới tâm linh luôn có nhiều điều huyền bí mà khoa học chưa thể lý giải được. Thế nhưng chúng ta cũng không nên vin vào đó để biến một số sự việc trở thành mê tín dị đoan. Khi mắc bệnh thì cần đến các cơ sở y tế để tìm ra nguyên nhân một cách chính xác nhất. Tới đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.